Kính chào quý vị khán giả. Kính mời quý vị khán giả nghe bản tin dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được cập nhật vào lúc 6 giờ ngày 7 tháng 11 năm 2021. Số ca nhiễm bệnh lũy kế đến nay là 5.260 ca, trong đó có 52 ca nhập cảnh và 5.208 ca ghi nhận trên địa bàn tỉnh. Số ca mắc mới được ghi nhận trong ngày là 297. Số ca đang điều trị là 3.760. Số ca tử vong mới trong ngày là 1. Lũy kế là 40. Số ca bình phục trong ngày là 139. Lũy kế đến nay là 1.460. Về việc thực hiện chi vết tiếp cận trong 24 giờ qua, đã chuyển cách ly tập trung là 103, chuyển cách ly tại nhà là 70. Số vaccine COVID-19 được tiêm phòng trong ngày, mũi 1 là 13.716, mũi 2 là 19.987, lũy kế đến nay mũi 1 là 532.871 người, đạt tỷ lệ là 79,40%, mũi 2 là 156.223 người, đạt tỷ lệ là 23,28%. Về thực hiện cách ly, đang cách ly tập trung là 2.641, trong đó có 2.017 là F1, người về từ vùng dịch là 624, đang cách ly tại nhà là 1.535. Về thực hiện xét nghiệm, trong ngày đã xét nghiệm PCR khẳng định dương tính là 297, lấy mẫu thường là 3.383, test nhanh tại cộng đồng là 7.454. Để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, đề nghị mọi người dân cần thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế là đeo khẩu trang, kháng khuẩn, giữ khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế và tiêm vaccine khi đến lượt. Trên đây là bản tin dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được cập nhật vào lúc 6 giờ ngày 7 tháng 11 năm 2021. Xin trân trọng kính chào.